Xin kính chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Bản Sắc Dân Tộc. Như ở cái video trước quý vị cũng đã thấy là nhà em Chí cũng như là nhà em Xá thì cũng hộ nhau mà lấy cái đá học ở đây để về là làm cái móng nhà nhà em Xá. Đây là mấy anh em đang hộ nhà em Xá để lấy cái đá ra đây để tí nó đội xe máy ấy. Họ sẽ về đây chở, cũng như là cái đội điệu ấy, thì họ sẽ về đây là chở đây là vào. Trên cái đỉnh này ấy thì là tít tận trên cao cơ. Cái bản bí thư già dưới kia nhá quý vị nhá. Bí thư già thì cái bản dưới đấy. Em Ngọc mà lên ấy, nếu mà lên đây ấy thì là đi theo cái con đường quãng đường này này quý vị này. Em Ngọc sẽ là chỉ cho quý vị xem cái con đường hàng ngày em Ngọc đi vào đây là đi đường nào. Đấy, cái con đường trắng trắng kia nhá quý vị nhá. Cái con đường trắng trắng kia vòng đấy. Đấy, đang đường trắng trắng trước mặt kia vòng vào vào xong bắt đầu đến bản bí thư già tí tận bên kia cái nhà trắng trắng kia đi vòng vào đường đấy là lên đây. Lên đây xong là từ đấy vào cái hủm trong này nhá. Đấy vào hủm trong này xong lại vòng lên cái đường này này theo cái đường mòn mòn này này. Vào tí tận góc bên kia xong bắt đầu ngược qua đây này. Ngược qua đây xong là đến cái ngã ba này này quý vị, đến cái ngã ba trắng trắng này, này nhá. Xong lại thẳng lên cái đỉnh đồi đấy. Thẳng đỉnh đồi đấy xong bắt đầu mới lên lên đây này đấy lên đây lên vòng qua bên 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 kia cơ đấy mới vào đến cái đoạn đây này đấy mới vòng lên đây đấy xong mới đến đây tức là cái đường em Ngọc vừa đi làm lên đây là như vậy ấy, quý vị. Cái đường này thì là nó nhỏ thôi nhưng mà nó nói chung là cũng không đến nơi là khó nhưng mà để mưa thì là đi chắc chắn là sẽ không đi xe máy để trên vùng cao này bà con đi nó cảm giác bình thường nhưng quý vị mà ở dưới xuôi lên thì cảm giác là đường này nó heo hút hơn một chút là đi khó nhưng mà em Ngọc đi quen con đường này rồi nên cảm giác nó cũng bình thường thôi thì không đến nỗi là khó lắm. Đấy. Thì hôm nay là chắc có lẽ em Ngọc sẽ là chia sẻ cái đoạn đường từ đây xuống nhà em Xá. Ngày trước thì nhà em Chí em Ngọc có chia sẻ một lần rồi nhưng cũng khá lâu lâu rồi ấy. Với cả em Ngọc cũng muốn chia sẻ một lần nữa để cho quý vị nào mà lần đầu đến với kênh nắm rõ hơn về cái tuyến đường này xuống nhà em Chí cũng như là em Xá. Tại vì nhà em Chí em Xá là nó cũng giáp nhau ấy, thành ra là đây là bố của em Xá em Chí còn đây là mấy anh em sáng nay thì mấy anh em bố con nhà em Chí cũng lấy đá ở trên kia hất xuống đây được khá là nhiều. Ở đây thì cái đội cái loại vụn vụn này này thì bà con là lấy vào cái bao cũng như là lấy cái gụi tấu ấy về điệu, còn cái hòn nào to ấy thì là sẽ đội chở xe máy sẽ là vận chuyển đèo nó lấy lên nó dễ hơn. Cái hòn to lấy lên nó chở nó dễ thì về nhà mình đập ra thì nó đó là được nhiều. Đấy. Đây là chú nhá. Chú này là chú gia đình có 10 người ấy. Nhà sắp đổ nhà sàn đấy quý vị. Đấy, em này em út. Em út của nhà em Chí em Xá. Em này thì sống với gia đình. Nhà của bố em Xá chưa lấy vợ. Đá ở trên này thì khá là nhiều nhưng mỗi tội là xa nhà thôi, đâm ra là vận chuyển về nó cũng cần phải có thời gian. Là một hại nữa là nó cũng là tốn rất là nhiều chi phí từ xăng xe rồi thì là những cái đồ ăn thức uống bà con giúp ấy. Đấy. Cho nên là cái mỗi một cái ngôi nhà ở một nơi thì nó sẽ là một cái khó khăn và mỗi một cái một nơi là một cái có cái nó khó khăn khác nhau. Đây các chú ở trên này rất là khỏe luôn. Như bản thân em Ngọc là một người thanh niên nhưng mà cũng rất là cảm phục các chú và tầng tuổi cha tuổi chú của em Ngọc rồi. Nhưng mà cái sức khỏe ấy, thì vẫn có rất là bền luôn. Thật sự bà con ở trên này em Ngọc phải thật sự là kính nể luôn quý vị. Ăn thì ăn khổ mà làm thì rất là vất vả. Địa hình nó khó khăn đấy. Ở trong này thì điện nước thì nó cũng thiếu thốn nên ra là bà con rất là khó khăn.
Đây vẫn cứ giải ở đây, tí đội xe máy đến là lấy ở đây thôi quý vị. À đây rồi, đội xe rùa đây rồi, cả xe rùa cả xe máy. Đấy, đợt Ngọc, đợt này em Ngọc cũng bảo là anh em ấy lấy cái xe rùa về hộ, cái xe rùa về đẩy như này cho nhẹ hơn đi quý vị nhá. Đây, em xe rùa đi sau. Xe rùa đi sao rồi? Đấy, xe rùa đẩy quá nhẹ luôn. Đỡ phải nặng mà đi nó nhanh, chở được nhiều hơn. Xe rùa kể cả đẩy thẳng xuống nhà em được mà. Đẩy thẳng xuống được hết. Cái đấy chỉ là không phải là dốc lắm đâu mà, dốc mỗi ở nhà chỗ nhà anh trai cả em ấy. Vâng vâng. Dốc mỗi một đoạn đấy thôi, cái đoạn đấy không sao mà, dốc cũng chả sao đâu mà. Vâng. Xe rùa chở nhiều hơn cả xe máy. Lấy cái bao để ở đây. À, đúng rồi, lấy cái bao được nhiều hơn mà. Đúng rồi, đúng rồi. Đỡ đỡ để xuống dốc nó đỡ rơi. Đợt này có bao, lấy cái bao về cho đội xe rùa này là xá. Lấy cái bao cho đội xe rùa này này, lấy cho lên bao nó đỡ đỡ rơi ra. Vâng. Biệt đội xe rùa. Đấy, đội xe máy, đội xe rùa. Xe rùa cũng không kém gì xe máy. Muche. Mấy đoạn dốc thì đi khó thôi, còn để mà đường bằng ấy thì xe rùa đi quá là tuyệt vời luôn.
Ấy đội xe máy ra bên kia nhá. Cách giãn ra nha. Giống giống ấy không là tí là thắc tông vào nhau đấy. Ôi ôi. Cái này kể lấy vào bao là không sao. Nếu lấy vào bao là được, còn lần sau lấy vào bao anh ạ. Lấy cái bao ấy là nó không tan tản tác ra như này. Cái này tại vì là mỗi đợt không nghĩ đến là nó tản tác ra, phải lấy vào cái bao quý vị. Em cũng bảo là anh em ấy, tí là lấy vào cái bao. Tại lấy cái bao xong rồi lấy cái dây buộc vào cái xe rùa ấy. Xong rồi lấy cái ví dụ cái bao ấy nha quý vị, lấy cái bao xong rồi lấy buộc vào ấy thì là nó sẽ là không trôi ra được. Ở kia thì có hai hộ, cái hộ ngoài cùng ấy gần Tết anh Ngọc cũng có vào trao quà Tết một lần đấy quý vị. Cái hộ đấy là đã hết ngô ăn rồi nhá, tức là cái em này, cái em đang đi xe rùa đen đen ấy. Đấy, cái hộ đấy là cái em ấy ở nhà, cái đấy là gia đình của em đấy nha quý vị nhá. Nói chung là mình đi mình cứ cải thiện dần dần nhá quý vị nhá, cải thiện dần dần chứ không phải là ví dụ mình có thể là ban đầu xe rùa ấy là mình cũng không nghĩ đến được là nó sẽ là tản tác ra như thế này. Sau thì mình sẽ là tính là lấy đến cái bao bao về lấy lên xong buộc cái bao vào xe rùa, buộc vòng quấn từ dưới trở lên. Đấy, nó sẽ là tốt hơn. Được nhiều hơn xe máy, được nhiều hơn. Nếu mà buộc lấy bao buộc Hà Nội là đi là nhanh đấy, bao xong buộc vào.
Về đây đến nhà em về đến nhà bố của các em nhá quý vị nhá. Nhà bố em Chí em Xá đấy ạ. Góc cua này là góc cua khó nhất đây. Người khỏe, người khỏe đi giữ được tốt hơn nhờ. Đoạn này là gần đến nhà nhưng mà hơi dốc đấy. Đoạn này anh em đi cẩn thận nhá. Đi xuống đi. Ăn mấy cơm xong hả Xá? Vừa đến nơi rồi, cứ kệ nó đấy được mà. À tí nhờ lấy kiếm cái vỏ bao anh em ấy lên cho. Đi lấy lên cái bao ấy, lấy vào trong bao đi nó đỡ bị rơi ra dọc đường. Kiếm mấy cái bao ấy. Sáng nay được bằng này đối gì? Đấy là buổi sáng thôi nhá quý vị nhá, được bằng này thôi. Cái này chở được 2 ngày là thoải mái. Nay ngày mai nữa. Còn trên này là đội điệu bằng sức người nhá quý vị nhá. Đội này là điệu bằng cái gùi tấu ấy. Đây là mấy cô với cả các chị em. Chị em điệu ấy thì bằng những cái đá vụn vụn đây này quý vị nhá. Còn đội xe thì là lấy cái viên to lên xe cho nó dễ. Mà
Như vậy là buổi sáng nay thì cả điệu cả xe máy ấy thì được dưới kia ở đống này và giải rác ở trên này một tí nữa. Đây. Còn dưới kia là anh em cũng đang nghỉ ngơi ở đấy một lúc rồi, tôi chuẩn bị là tiếp tục chở. Thì đợt này em Ngọc cũng bảo là em Chí ấy, em quên em Xá ấy, thì là bảo bà con lấy cái bao này đút vào bao xong buộc thắt vào xe rua đi để cho nó trôi ra. Đấy, vậy là em Ngọc đã chia sẻ cái quãng đường lấy cái bột lấy cái đá hộc từ trên núi về để làm móng nhà nhà em Xá như thế nào nhá, để quý vị nắm rõ cũng như là biết hơn về cái khó khăn ở trên này gặp phải bà con trên này làm được cái ngôi nhà không hề đơn giản chút nào. Thì em Ngọc cũng rất là kính mong em luôn luôn quan tâm và ủng hộ đến gia đình của nhà hai em. Em Ngọc chắc có lẽ cũng xin dừng cái video tại đây thôi, tại vì cái nhà em Chí em Xá em Ngọc chia sẻ nhiều lần rồi ấy. Thì nếu quý vị quan tâm có thể là vào những cái video trước đấy để xem nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video tiếp theo.